Hello, xin chào các bạn đã quay lại Beacon Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với... Ai, nhân 2 được bạn ơi. Chưa nâng level đồ lên, nên là hơi yếu. Không sao. Rồi, ta còn đánh là được nhiều lần mà. Đây, thì hôm kia, Heo có up lên giới thiệu anh em một cái con Demon Layer Quy 5.000 lòng 500 vé. Rồi vé gacha thì được 300 mấy vé. Đó là cái việc ok. Cái game này nó cũng ok đấy. Không có gì hết. Khỏe. Nói chung thì đỡ hơn là các bạn phải cày chay ha. Thì còn mấy anh mà nạp thì là thôi, mình không bàn tới. Mấy anh nạp thì mấy anh có tiền rồi, nên là Heo cũng không nói gì được. Đấy. Nhưng mà hy vọng là sau này nó sẽ cho thêm nhiều vé nữa ha. Còn chừng nào nó cho nữa thì không biết. Hiện tại thì nó cho 500 vé đấy, với lại 18, 19, 20 ngàn kim cương ha. Nói chung thì 500 vé xài cũng hơi ít. Nhưng mà nếu mà để cày chay đồ này nọ giải trí thì chắc cũng ok. Đấy, nói đi nói lại thì cũng có còn hơn không các bạn ơi. Chứ để tốn tiền nạp thì cũng vậy. Ok, Heo đang gacha cho hết vé để trải nghiệm ha. Vô cho 300 mấy vé là thấy cũng ngon rồi. Uầy. Nhưng mà chắc là vô thì chắc cũng phải chơi lại những con cũ thôi. Uầy. Ủa. Mấy con 4 sao với 5 sao mới giữ lại. Uầy. Uầy. Để từ từ ha. Uầy, 4 sao vô rồi ra được gì. 4 sao vô cũng được 4 sao. Nhiều. Tất nhiên là Heo sẽ tận dụng mấy con này rồi. Kiểu như tiếp nào. Kệ nó, 5 sao què gì. Tiếp nào. Là kiểu bấm về đó hả. Ôi, vậy tính ra hồi nãy mà từ con... ui. Được đấy chứ. Được. Tính cho nó ra con kia mà nó ra con này cũng được. Ôi, miễn 5 sao là ok rồi các bạn ơi. Đấy. Ok, con này cũng hũ. À thôi, hỏi đi. Con kia Heo có hũ rồi. Heo có một con đứng hũ rất là chắc rồi. Nên là mấy con này cũng không cần lắm. Ôi. Tao cần con kia, kìa. Cứ vậy hoài thì sao bộ. Ôi, nó không ra được mấy con ngon ta. Không có ra được con hiếm ta. Còn 11 lần nữa. 10 lần nữa. 8 lần nữa. Ôi, tỷ lệ mấy con hiếm trong này khó quá. Chính Heo giờ chắc không có vô đây nữa. Mấy cái điểm, mấy cái vé này là ôi, cũng mua nhưng mà đem về vứt á. Có xài tới đâu. Rồi, mở cho vui khúc đó thôi chứ ăn uống được gì đâu. Này 2.000. Ủa làm sao để mở được cái này. Level 5 hay gì á, VIP 5 gì đó. Cho con gì đó có giá trị coi. Đúng chất đồ miễn phí luôn á. Trời ơi. Không biết nói gì và làm gì. Gacha. Rồi, xong hết rồi. Rồi, giờ đi cường hóa con này lên. Đang nâng sao cho nó cái nào. Ok. Ủa. Cái gì vậy? Cái gì đây nè. Bạn chỉ có thể nâng cấp nếu có 5 tướng 6 sao. Ôi. Cũng rất chi bên này nọ nhỉ. Đây. Đi trải nghiệm game. Linh thì mấy con ôm này có gì đâu mà nó hỏi bạn muốn chắc chắn ghép lại không. Đầu thứ chuyện. Lụm đi vậy làm gì. Làm củi hả bộ.
Trời ơi. Rồi ở đây thì không có con gì mà để nâng lên 6 sao được hết. Ở đây chúng ta có là chị Luyến Trụ, nhưng mà có một chị thì làm què giang. Ui, hồi nãy phải đổi ra được hai con là xài luôn là được rồi. Trời ơi. Ở đây thì được một anh nè. Ảo thật đấy. Rồi ở đây thì cho chị để đi lướt map, kéo map phụ em. Đây. Năm con 6 sao. Ủa. Giờ hồi nãy ui. Men bấm từng con vậy hả? Ảo vậy. Ui. Ui, nó không cho bo, nó không cho chọn nhanh các bạn ơi. Ơ kìa. Heo tính nâng mấy con này lên 6 sao. Ủa lộn, 5 sao để làm food. Còn mấy con SB thì cho nó lên 6 sao ha. Dạ, để dọn nó bớt cái đó. Rồi heo gộp lại xong hết rồi đấy. Mà nó là cái nào ta, quên mẹ nó rồi. Như là cái này. Ok, bấm đại đi. Cho hai con lên 9 sao luôn bạn ơi. Nhưng mà để coi, trước mắt là phải cho lên 6 sao hết cái đã. Đấy, đấy, đấy. Ok, cho con này lên 6 sao cái đi. Đó, trời, 6 sao đây. Rồi, muốn lên 9 sao thì bên này cũng phải có một con 6 sao luôn. Đó, trời ơi, đây. Rồi, đủ chưa? Chắc là đủ rồi đó. Về nâng con này lên 9 sao, 10 sao cái nè. Đấy, nâng lên được rồi này. Ôi giời, đơn giản. Đơn giản. Đây, một mình nó là chắc chắc hết. Tới lên map cao luôn rồi các bạn. Ủa. Ui. 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 À, đơn giản không? Trời ơi, lên level 10 luôn, 10 sao luôn. Hiện tại thì chắc nó lên 10 sao là ổn nhất rồi. Đây. Ui. Hết đá đột phá rồi. Ui, hết A-ship luôn rồi. Rồi, A-ship thì mình lên từ từ vậy. Rồi ui, còn có 500 mà bồ ơi. Cũng hơi căng đấy nhỉ. Ui. Hơi căng đấy, hơi căng đấy. Wow, đây cũng không có bộ đồ của nó luôn. Ơ kìa, à có nè. Ai, được. Rồi, vậy là đủ đi đánh rồi. Trải nghiệm thôi chứ nói gì nữa. Rồi, để tắt cái tiếng cái. Đây, đồ họa đẹp nhất ha. Đó, thấy cũng không có nhất gì lắm. Ủa, ở đây hồi nãy được 50 vé. Ồ, ngon. Nhưng mà 50 vé thì phải có hero ở đây nó mới ngon. Có con 5 sao ở đây. Ơ kìa, quá mẹ nó rồi. Uầy, tỷ lệ quá ngon, không ra được một con. Nào, đi thôi. Nghĩa là một mình ẻm đánh được được rồi. Hơi khoai rồi đấy. Cái rương này giờ cũng để chọn ai ship.
30 giờ ấy ship thì được 15.000. Ôi cuộc đời. Hết rồi, chỉ có là bây giờ nếu mình xả cái này ra thì được một mớ vé đột phá đồ này nọ. Ờ xì ba. Kim cương. Giờ kim cương thì cũng phải chờ event đồ này nọ lên trên cao nữa thôi. Cái này hồi này thì mở ra hết rồi, cũng phải chịu thôi, từ từ đi. Ao xì ba. Nào 32. Uầy, thiếu đá đột phá này. Đá đột phá thì heo có một cái rương. Mình nhả ra 2.000 đi. Ok. Cái này là đang trải nghiệm nha. Ừ, anh em chơi thì heo nghĩ là anh em đừng nên chơi kiểu này. Chơi kiểu này ta gọi là phí của lắm. Chơi kiểu này là cực kỳ phí của. Hết vàng chưa? Ui, vàng tới 5 triệu ngoài. Ui, 59 triệu luôn hả? Ui 59 triệu thì đây mình mua đồ được cũng được đó chứ. Đi event đồ hoạt động đồ đi mua thêm. Ui, 59 triệu vàng. Ui, không để ý luôn á. Ôi, cái này chắc tìm hiểu thêm rồi. Đi với chị Luyến nè. Chị Luyến SB nè ha. Em nghĩ là mình cài cắm chị Luyến vô cho chị Luyến đi chung đi. Đấy, đấy, đấy. Ok. Bao nhiêu rồi? 50 mấy hả? Rồi, được rồi. Yeah. Ok. Ủa, mà nếu mình nâng lên là ở đây mình được nhận không? À không, này ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây thì cũng 1, 2, 3, 4, 5. Khá là oái oăm. Rồi, thì chắc anh em nào có chơi thì tải về trải nghiệm ha. Rồi, quăng vô hết đây đi, bỏ mày ra đi. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ゲーム完勝。行くぞ。